Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu quý vị các bạn tiếp một bộ sản phẩm, đó là bộ phát sóng Wi-Fi từ SIM 3G 4G LTE. Đây là bộ sản phẩm LT600. Đây, chiếc hộp của sản phẩm này, model của sản phẩm này, 4G LTE LT600. Bộ này là bộ phát Wi-Fi từ SIM 3G 4G tốc độ cao, có dung lượng pin lên đến 3000 mAh, có thể chạy liên tục vào tầm khoảng từ 10 đến 12 giờ liên tục với dung lượng pin rất là bền, phát thiết bị cho từ 6 đến 10 thiết bị. Bên trong của bộ LT600 này thì gồm thứ nhất là một bộ phát Wi-Fi này. Bộ phát Wi-Fi 4G LTE LT600 này trông rất là đẹp, cầm rất là đầm tay, nặng to. Đây là pin của bộ phát Wi-Fi này. Pin này thì lát mình sẽ nói qua này. Đây là dây cáp sạc của microSD này. Và đây là một tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Đây. Thì các bạn muốn cài đặt thì các bạn có thể mở ra quan sát bên trong tờ hướng dẫn sử dụng này. Đây là pin của bộ LT600 này. Pin của bộ LT600 thì là pin 3000 mAh. Cầm rất là nặng và rất là to. Đầm. Dòng này tương đương với cái dòng phát Wi-Fi của mấy cái hãng như là Kada, dòng chất lượng cao đấy. Đây, 4G này. Chạy là chạy 3,7V này. Và dung lượng của nó là 3000 mAh này. Đây. Liên tục pin này. cầm một cục pin là biết là hàng chất rồi. Đây, bên trên đây trên tay mình đây là bộ phát Wi-Fi LT600 này. Bộ LT600 này là bộ về mặt trước này thì gồm có cái đèn báo phát Wi-Fi này, đây là đèn báo của mạng này, đèn báo phát Wi-Fi của bộ SIM và đèn báo là đèn báo pin này. Đây là logo 4G LTE này. Ở cạnh thì gồm có cái dây đai để đeo này, cái móc để dùng để các bạn đeo hoặc là treo ấy, cầm đỡ rơi. Đây là nút tắt bật nguồn này. Cái cuối cùng đó là khe cắm sạc này. Mở nắp thì các bạn sẽ mở cái cạnh đây, cạnh của sản phẩm này. Đây, bên trong hộp sản phẩm thì thiết kế rất là đẹp này. Thứ nhất đây là khe cổ lắp cắm thẻ nhớ này. Thứ hai là khe cắm SIM này. Đây là bên trên đây là chỗ lắp pin này. Đây, model của nó này. Đây là cái dòng tên Wi-Fi của nó này. Đây là mật khẩu mặc định từ 1 đến 0 này. Đây là để chỉ IP khi các bạn truy cập và các bạn đổi tên Wi-Fi cũng như là mật khẩu này. Mac, email. Sau đây thì mình sẽ tiến hành đó là lắp pin và cũng như là để hướng dẫn quý vị các bạn cách thay đổi tên cũng như là mật khẩu của bộ phát Wi-Fi 4G LT600. Để tiến hành lắp đặt SIM cũng như là cài đặt thiết bị thì chúng ta sẽ tiến hành là các bạn đầu tiên các bạn sẽ cấp lắp một cái SIM vào đây. Đây là hiện tại mình đã lắp cái SIM Vinamo SIM Mobifone vào đây. Đây các bạn kéo cái lẫy này lên. Sau đấy thì các bạn sẽ đẩy kéo cái lẫy này xuống và dập cái lẫy này xuống. Đây là cái lẫy nhé, các bạn không phải đút. Đấy. Việc thứ hai là các bạn sẽ cấp pin. Cấp pin thì khi mà lắp đặt thì các bạn cũng sẽ bổ cái lớp ni lông như 4 3 cái cục pin này ra. Đây, các bạn lắp đúng chiều cho mình. Đây, điều chỉnh. Đây. Các bạn lắp xuống. Đây. Các bạn lưu ý nhé. Thế các bạn sẽ bật. Bật thì đây, các bạn đây là cái nút tắt bật này. Đây. Tắt bật nguồn của bộ phát này. Đây. Đấy. Kia bộ phát này. Đây là cái nút reset nhỏ nhỏ vài xíu các bạn lưu ý này. Đây. Kia là cái reset này. Reset thì chúng ta sẽ phải cần quyết tâm đấy. Đây. Mình sẽ nắp cái bộ phát này lại. Đây. Phát cầm trông rất là chắc chắn, đầm tay, thiết kế rất là đẹp. 4G LT600. Đây thì hiện tại bộ phát này nó đã lên mức pin, đó là pin xanh này, báo dung lượng là đầy này. Thứ hai là báo về bộ phát này, thiết bị là sóng ổn định này, và cái đèn cuối cùng là đèn của thiết bị, đèn của sóng SIM thì hiện tại nó còn đỏ, các bạn sẽ đợi cho nó xanh. Đây, hiện tại là đèn nó đầy, đây đều rồi, 3 đèn rồi, đèn xanh hết rồi. Thì sau đây mình sẽ tiến hành đó là mình kiểm tra mạng. Các bạn sẽ dùng một chiếc điện thoại, các bạn kiểm tra mạng của nó này, Wi-Fi này. Các bạn sử dụng cái bộ LT600, đây, 4GCB15 này. Đây là cái tên mạng của nó này, mật khẩu là từ 1 đến 0. Đây, kết nối. Các bạn lưu ý này, bộ này có chức năng tiết kiệm điện khi mà thường thường các bạn không
các bạn không sờ và các bạn không bật thì nó sẽ tắt hết các đèn này. Đây, đây các bạn lưu ý này. Đây, bắt thành công rồi này. Kiểm tra luôn mạng này. YouTube xem này. Đấy. Đây, chạy rất là nhanh. Để tiến hành thay đổi tên cũng như là mật khẩu cho bộ phát Wi-Fi 4G LTE600 này thì chúng ta sẽ tiến hành như sau này. Việc đầu tiên là các bạn vào trong một cái trình duyệt web này. Ví dụ như mình dùng trên Safari hoặc là các bạn dùng trên Google hoặc là trình duyệt cốc cốc đều được. Các bạn bật lên này. Và các bạn lưu ý này, khi một số các bạn sử dụng trình duyệt Google ấy thì thường thường nó chạy ra nó sẽ chạy ở Google tìm kiếm, các bạn bỏ qua nhé. Còn nếu mà chạy trên Chrome thì các bạn với chạy với sử dụng cái điền cái địa chỉ IP được. Thì sau đây mình sẽ điền cái địa chỉ IP, đây là cái dòng của YouTube này, mình sẽ bỏ nó đi. Mình xóa đi. Mình nhập là 192.168.0.1. Đây. Mình đi. Hiện tại mình đã bắt cái wifi của nó rồi. Đây. Mật khẩu mặc định của nó là admin. Đây. Admin các bạn lưu ý nhé. Sau đó các bạn bấm vào login. Các bạn bấm vào login thì nó sẽ hiển thị ra đây. Đây là cái trường để tiến hành cài đặt này. Đây là cái ngôn ngữ các bạn chọn này. Các bạn sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là một số tiếng này. Đây, có cả tiếng Việt này. Đây, các bạn sẽ chọn tiếng Việt này. Đây, bộ LTE600 này thì rất là hay, thì có giao diện thêm phần mềm là tiếng Việt nên các bạn sẽ tiến hành cài đặt nó dễ hơn. Đây, tới đây thì các bạn có thể cài đặt được rồi. Đây, đây là cái tốc độ nó đang chạy này. Trạng thái kết nối on hết rồi này. Ok này. Đây, cài đặt mạng và cài đặt wifi một thiết bị đang truy cập này. Mình sẽ tiến hành vào cài đặt wifi. Đây là cài đặt wifi này. Thì trong cái phần cài đặt wifi này thì các bạn muốn sẽ chỉnh về cái tên. Đây. Mình sẽ đặt LT600 đi. LT600. HN. Đấy. Đây, nó sẽ chế độ này, đây. Quảng bá này thì các bạn quảng bá này các bạn ví dụ như quảng bá là hiển thị đến cái wifi đấy. Đây là chế độ làm việc này. Các bạn sẽ bật vào đây. Các bạn sẽ tìm hiển thị đến cái wifi cần làm việc này. Thì các bạn chỉnh sửa này. Đây là cái chế độ thực hiện này. Thì các bạn muốn để là bao nhiêu? Thường thường là cái chế độ mở là chế độ không để wifi này, chế độ này chế độ bình thường, và cái chế độ cuối cùng là mật khẩu mạng chạy liên tục thì các bạn để cái chế độ này cũng được, hoặc để chế độ thứ hai cũng được. Mình khuyên bạn là chế để cái chế độ cuối cùng này để cho nó quản lý tốt hơn và nó truy cập được nhiều thiết bị mạng. Đấy. Đây, xong này. Đấy. Mật khẩu mặc định này. Mật khẩu thì đây là các bạn xóa đây này. Đây, mình sẽ xóa cái dòng mật khẩu này đi. Mình sẽ để lại số điện thoại của mình 0966 986 190. Đây. Đây là cái mã code này. Mã code khi các bạn quyết này. Hiển thị mật khẩu này. Đây. Đây là cái dòng mà tối đa là bao nhiêu thiết bị truy cập. Thì đây các bạn muốn để là từ 1 đến 10 này. Mình để tối đa là 10 thiết bị cùng truy cập. Sau khi mà áp dụng thành công rồi này. Thì các bạn sẽ bật vào nút áp dụng. Nó yêu cầu các bạn có đồng ý hay không. Các bạn nhấn vào nút đồng ý. Đây. Sau đây thì mình đã tiến hành đổi tên thành công bộ phát wifi LT600. Đây. Các bạn sẽ thoát ra ngoài này. Kiểm tra xem chưa. Đây là LT600HN đây rồi. Mật khẩu là số điện thoại của mình 0966986190. Đấy. Kết nối xong. Các bạn lưu ý nhé. Đấy, kết nối xong, kiểm tra luôn lại vào mạng này. Phát chạy bình thường này. Ok, tất cả trung các đèn tâm xương khớp tại Cotan xin thông báo chạy nhanh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trung tâm quyết định hỗ trợ ưu đãi cho 100 bằng